Anthony Joshua mỉa mai Tyson Fury cần mình để hút khán giả. Đương kim vô địch hạng nặng WBO, WBA, IBF và IBO Anthony Joshua tin rằng anh đang là cái tên hút khách nhất làm boxing hiện tại, đặc biệt là ở nước Anh. Joshua đã có màn trở lại sàn đấu vào ngày 13 tháng 12 đầy ấn tượng khi đối mặt Kurat Pulev. Sau 9 hiệp đấu, Anthony Joshua đã hạ gục Kurat Pulev bằng knockout. Sau trận đấu này, rất có khả năng Tyson Fury đang chờ đợi cơ hội thượng đài với Anthony Joshua vào năm 2021. Trong vài năm trở lại đây, Anthony Joshua đã mang đến một lượng khán giả lớn tại Anh Quốc, tính luôn cả con số 90.000 người hâm mộ có mặt tại Wembley trong trận đấu với Vladimir Klitschko. Anthony Joshua cũng mang đến một lượng khán giả lớn trong các trận đấu khác như với Carlo Takam và Alexander Povetkin. Joshua tin rằng Tyson Fury đang cần đến anh để mang về thật nhiều khán giả đến xem trận đấu. Joshua nói, Tyson Fury là một võ sĩ tài năng, anh ấy xứng đáng nhận được tất cả những lời ca ngợi, nhưng sẽ rất thú vị khi ta nhắc đến độ nổi tiếng của Fury. Bởi vì nếu Fury có thể bán sạch vé của một sân vận động 90.000 chỗ ngồi, thì anh ấy đã có thể làm từ đầu. Nhưng anh ấy chưa bao giờ có khả năng thu hút được một lượng lớn người xem, cho đến khi đối đầu với tôi. Tôi đã đem đến rất nhiều khán giả trong các trận đấu, như với Vladimir Klitschko hay Alexander Povetkin tại Wembley. Anthony Joshua tự tin nói. Anh cũng cho biết thêm, tôi sẽ đấu với Fury vì trong 50 năm, người ta sẽ luôn nhớ đến tôi như một kẻ chấp nhận sẵn sàng rủi ro. Tôi đã bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới trong trận đấu chuyên nghiệp thứ 16 của mình. Và cho dù người ta có nói Charles Martin không phải là một nhà vô địch xuất sắc, trận thắng đó đã đưa tôi trở thành một võ sĩ vĩ đại. Sau đó tôi hạ Klitschko, khi đó sự nghiệp của tôi còn rất non trẻ. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua nói gì khi hạ Kurat Pulev trong ván bằng knockout? Trận tranh đai giữa Anthony Joshua và Kurat Pulev đã kết thúc bằng cú knockout ở hiệp đấu thứ 9. Joshua bảo vệ thành công đai vô địch. Trận đấu quyền Anh hạng nặng giữa Anthony Joshua và Kurat Pulev đã diễn ra vào đêm 12 tháng 12, sáng 13 tháng 12 theo giờ Việt Nam, tại Wembley Arena, London. Anthony Joshua đã bảo vệ thành công đai WBA Super, IBF, WBO và IBO hạng nặng nhờ cú knockout trước Pulev ở hiệp đấu thứ 9. Kurat Pulev là người khởi động trận đấu trước với loạt jab vào phần thân trên. Joshua cũng đáp trả với jab. Cuộc chơi chọi jab phòng thủ đầy kỹ thuật giữa hai tay đấm diễn ra trong suốt hai hiệp đầu. Sang hiệp đấu thứ 3, Joshua thắng đậm với một cú đấm phải và một cú uppercut, hai lần hạ knockdown Pulev xuống sàn. Tuy nhiên dù đã bị hạ knockdown đến hai lần, Pulev vẫn chưa gục. Joshua cũng không ham đòn, ngược lại anh rất cẩn thận tiếp tục trận so tài với Pulev. Kết thúc hiệp 3 sang hiệp 4-5-6, Pulev vẫn tạo ra những tình huống ra đòn nguy hiểm với những cú jab. Điều này chứng minh thái độ cẩn thận của Joshua là không sai. Sang hiệp 7, Joshua bắt đầu chủ động tấn công hơn, vẫn là những cú jab. Anh giữ một khoảng cách vừa phải, tận dụng lợi thế chiều cao và sải tay dài. Cơ hội đã suýt đến khi Joshua tung ra combo cú uppercut vào Pulev. Tiếc là những cú uppercut này vẫn chưa đủ khiến tay đấm người Bulgaria sập nguồn. Hiệp 8 tiếp tục diễn ra trong tầm kiểm soát của Joshua, người liên tục điều chỉnh khoảng cách với jab. Pulev cũng không vừa với một cú cross nặng. Sang hiệp 9, Joshua tiếp tục tung jab và uppercut. Lần này chiến thuật của Joshua đã thành công. Pulev trúng liền 3 cú uppercut choáng váng và sau đó quỵ ngã trước một cú đấm phải. Chiến thắng cuối cùng là một cú knockout thuộc về Anthony Joshua. Kết thúc trận đấu, Anthony Joshua cảm ơn các khán giả đã đến cổ vũ tại Wembley Arena, cho biết anh không muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn nào cả và mong mọi người về sớm để tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh. Còn đối thủ tiếp theo, Joshua gọi tên Tyson Fury. Joshua nói, cứ hỏi đám đông xem họ muốn gì, tôi sẽ thượng đài với bất cứ đối thủ nào họ muốn. Chọn đối thủ là chuyện của Eddie Hearn, tôi bắt đầu chơi boxing chuyên nghiệp từ năm 2013 và tôi vẫn luôn theo đuổi những chiếc đai, đánh bại những kẻ khiêu chiến. Tất nhiên, tôi muốn trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Nếu tôi phải đánh bại Tyson Fury để làm điều đó, vậy tôi sẽ chiến với Tyson Fury. Đến thời điểm hiện tại, khoản tiền hợp đồng giữa các võ sĩ còn chưa được công bố chính thức, nhưng các tiết lộ mới đây cho thấy do ảnh hưởng của Covid-19,
khoản tiền mà Anthony Joshua và Kurat Pulev dự kiến kiếm được nhờ trận tranh đai sẽ ít đi đáng kể. Cụ thể, Aji được cho là sẽ kiếm khoảng 10 triệu bảng Anh, 309 tỷ đồng, trong khi Kurat Pulev thu về trên dưới 3 triệu bảng Anh, 93 tỷ đồng. Con số này nhỏ hơn rất nhiều so với khoản tiền 66 triệu bảng Anh mà Joshua kiếm được trong trận đấu gần nhất của anh, trận tái đấu với Andy Ruiz. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Anthony Joshua gây sốc khi đề nghị trở thành người quản lý của Fury. Anthony Joshua đã rất sắc sược đề nghị nhà vô địch hạng nặng WBC Tyson Fury thuê mình làm người quản lý nếu tay đấm này muốn phát huy hết tiềm năng của một siêu sao. Chủ nhân của huy chương vàng Olympic 2012 dự kiến sẽ so tài với Fury vào năm sau, nhưng trước đó thì anh phải vượt qua thử thách mang tên Kurat Pulev vào tuần tới. Joshua đang giữ các đai vô địch WBA, WBO và IBF, trong khi vua Gypsy đã giành được danh hiệu WBC cùng The Ring từ tay Dan Tay Wilder hồi tháng 2. Quyền Anh hạng nặng thế giới hiện không có nhà vô địch tuyệt đối nào. Kể từ khi Lennox Lewis đánh bại Evander Holyfield vào năm 1999 để có được vinh dự này. Vậy nên trận đại chiến giữa Joshua và Fury đang được kỳ vọng rất lớn. Dù vậy, Aziz cảm thấy rằng Fury có thể được quản lý tốt hơn để trở thành một siêu sao và thậm chí anh còn có đề nghị được làm chủ sự nghiệp còn lại của Fury. Tôi nghĩ anh ta nên đến với Medroom và 258 Management để rồi chúng tôi xử lý các vấn đề trong sự nghiệp của mình. Daily Mail dẫn lời phát biểu của Joshua. Anh ta là một siêu sao, nếu lựa chọn được một sự quản lý đúng đắn, anh ta có thể làm được tất cả. Hãy xây dựng từng bước, thưởng cho anh ta danh hiệu nhân vật của năm. Trong đoạn video đó, Fury yêu cầu được loại bỏ ra khỏi danh sách của Sporty. Anh ta nên nói rằng tôi chấp nhận giải thưởng của mình, thay vì tôi không muốn là một phần của nó. Chúng tôi sẽ nhìn vào PR của anh ta, thực hiện lại nó hoàn toàn, làm cho trận đấu này với bản thân Joshua trở về vị thế vốn có của nó. Anh ta sẽ sở hữu rất nhiều tiềm năng. Hiện tại, Fury dường như đang được dẫn dắt một cách hoàn hảo bởi hai nhà tổ chức danh tiếng, Bob Arum và Frank Warren, sau thời gian trở lại với boxing thời điểm năm 2018. Vào năm 2019, võ sĩ 32 tuổi đã ký một giao dịch với đài ESPN ở Mỹ trị giá 80 triệu bảng. Dù vậy, BT Sport vẫn đang trình chiếu các trận đấu của Fury tại nước Anh. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.